Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Tinh Tế. Và đây là Tinh Tế Update số thứ 55. Có hơi khác biệt một chút so với những số Tinh Tế Update lần trước. Đó chính là bởi vì mình đang quay video tại nhà, bởi vì mình không thể lên Tinh Tế để thực hiện video được. Và vẫn mong là sẽ mang lại cho các bạn một video tổng hợp với những thông tin nổi bật và những sản phẩm không thể bỏ qua rất đáng chú ý trên mạng xã hội Tinh Tế cũng như là video trên YouTube Tinh Tế nhé. Sản phẩm đầu tiên có lẽ là iPhone sẽ rất quan tâm khi mà xem sự kiện WWDC 2021, khi mà nó cũng được ra mắt cùng lúc với iMac M1 vừa rồi. Và chính xác đây là sản phẩm Apple TV 4K do anh Hiệp trên tay và trải nghiệm. Và với sản phẩm Apple TV 4K này thì nó sẽ mang lại một cái trải nghiệm liền mạch từ smartphone, máy tính bảng cho đến máy tính và TV. Ngoài ra thì đây cũng là bản nâng cấp mới nhất mà Apple có thể mang lại về phần cứng và các giải pháp mới của Apple. Và với sản phẩm này thì nó sẽ mang đến những cái trải nghiệm như là âm thanh 3D này, nhạc lossless hay là tai nghe AirPods cùng một lúc. Cụ thể hơn, cái mình thích sau khi xem bài trải nghiệm của anh Hiệp về sản phẩm này đó chính là nó có thể đồng bộ các nội dung trên iPhone cũng như là hệ sinh thái của Apple. Chẳng hạn như là chúng ta có thể xem hình chụp bằng iPhone trên cái TV nhà chúng ta, hay là nghe nhạc Apple Music High Resolution lossless trên TV, nghe tin tức từ podcast cũng thông qua TV và xem các nội dung độc quyền từ Apple. Và đặc biệt mình rất ấn tượng với những cái bộ phim mà do chính Apple TV sản xuất. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể chơi game trên Apple Arcade này, rồi tập thể dục với Apple Fitness Plus. Và về phần cứng mới của Apple TV 4K lần này thì chúng ta sẽ có một cái remote mới được làm bằng kim loại nguyên khối, chắc chắn hơn và không mỏng như thế hệ đầu, cho nên là nó sẽ không dễ hỏng như chiếc remote đời cũ. Và theo như đánh giá của anh Hiệp thì đây là một sản phẩm rất đáng nên mua. Bởi vì khi mà chúng ta sở hữu được nó thì sẽ trải nghiệm được những cái sản phẩm mới nhất của Apple, đó chính là các nội dung mà Apple đã đầu tư vào gần đây, cũng như là những cái giải pháp trải nghiệm âm thanh mới nhất của họ. Tiếp theo là về iOS 15, có lẽ nhiều bạn cũng đang rất háo hức đón chờ để được sử dụng và trải nghiệm iOS 15 với những nâng cấp mới mẻ này. Tuy nhiên thì vừa mới đây anh Didu cũng đã có bài viết cũng như là video trải nghiệm về việc gọi FaceTime Video Call trên iOS 15 với những nâng cấp của nó. Có hai nâng cấp mà mình rất muốn chia sẻ cho anh em trong video này, đó chính là về phần nâng cấp hình ảnh cũng như là âm thanh khi mà thực hiện video call trên iOS 15. Và về phần hình ảnh trước đi, thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta xóa phông khi thực hiện bằng camera selfie. Điều này rất là có ích, và nếu như mà chúng ta phải liên tục gọi video call hay là tham gia quá nhiều cuộc họp trong thời điểm Covid giãn cách hiện tại, với những cái background bề bộn xung quanh hay là đằng sau lưng, thì với cái giải pháp xóa phông này cũng là một thứ mang lại giá trị rất lớn cho người dùng khi thực hiện cuộc gọi video call FaceTime. Và ngoài ra thì với iOS 15 lần này, không chỉ riêng xóa phông trên FaceTime mà nó còn hỗ trợ trên những cái ứng dụng khác, miễn là nó tương thích với lại cái nâng cấp xóa phông mới này trên iOS 15. Mình đã thử sử dụng qua, nó cũng sẽ có hỗ trợ xóa phông khi chúng ta thực hiện những cái video livestream trên Facebook với ống kính camera selfie, hay là bạn có thể sử dụng cái chế độ xóa phông này khi mà chúng ta chuyển sang camera trên story của Instagram hoặc là Reels của Instagram. Cái này rất là hay đúng không? Và ngoài ra, bên cạnh việc nâng cấp về hình ảnh đó chính là xóa phông, thì iOS 15 cũng sẽ hỗ trợ khi mà chúng ta FaceTime với một cái chất lượng âm thanh tốt hơn, và có rất là nhiều mục tiêu chuẩn âm thanh khác nhau để chúng ta có thể hoàn toàn lựa chọn. Chẳng hạn đầu tiên chúng ta có cái âm thanh ở mức tiêu chuẩn và mức âm thanh tập trung vào giọng nói nhiều hơn để tắt đi những cái tiếng ồn xung quanh và để cho giọng của người nói được thể hiện rõ ràng nhất khi mà thực hiện cuộc gọi. Ngoài ra thì còn có cả chế độ âm môi trường. Và mình hiểu là trong đợt cách ly này sẽ có rất là nhiều người muốn đi cắt tóc nhưng không được, và đặc biệt là cánh đàn ông. Chị em phụ nữ thì chắc không sao, để tóc dài một chút thì cũng chẳng vấn đề gì. Tuy nhiên với các bạn nam thì có vẻ điều này lại rất khó khăn. Vì vậy vừa rồi anh Hiệp cũng đã có một cái bài viết rất là hay về cái toner Kemi chỉ có mức giá là 350.000 đồng mà thôi. Và với cái toner này thì theo anh Hiệp nhận xét là trải qua nhiều lúc sử dụng toner thì đây là cây toner có thể thực hiện chức năng một cách toàn diện nhất. Nó chỉ có duy nhất một phím bấm, một tốc độ và một chế độ duy nhất, đó chính là cắt tóc. Vì vậy cho nên việc sử dụng của nó cũng rất dễ dàng. Anh em có thể sử dụng cây toner này để cắt tóc cho chính mình và cả cho người khác. Và với mức giá 350.000 đồng này thì sau khi sử dụng 20 lần thì một lần chúng ta chỉ tốn đâu đó tầm khoảng 18.000 đồng, và chắc chắn là giá trị của cây toner này sẽ còn mang lại nhiều lần hơn như thế nữa. Và nếu như vẫn đang bị kẹt trong vấn đề cắt tóc giữa mùa dịch thì bạn có thể tham khảo bài viết cũng như là sản phẩm toner Kemi này mà anh Hiệp đã trên tay nhé. Và cuối cùng là một bài viết hết sức ấn tượng và đang nằm trong top trending tuần qua trên mạng xã hội Tinh Tế. Đó chính là bài viết của Mối Trần Gia Khang, khi mà Mối Trần Gia Khang mang lại cho chúng ta một cái trải nghiệm hoàn toàn thú vị, mới mẻ, chân thực và
cận cảnh hơn của vòng đời loài muỗi, qua trứng muỗi này, lăng quăng bọ gậy, rồi nhộng và đến khi muỗi trưởng thành. Và qua bài viết này thì mình cảm thấy là thế giới của chúng ta thật sự rất thú vị. Nếu như ai hay bị muỗi cắn mà không biết là cái hình dạng con muỗi từ lúc nó sinh ra và khi nó trưởng thành là như thế nào thì có thể nghía qua bài viết này, rất là hay luôn. Và đúng là nhờ ống kính của Oppo Find X3 Pro với chế độ kính hiển vi thì nó sẽ sử dụng ống kính 3 megapixel để thực hiện điều này và giúp cho chúng ta có cái nhìn cận cảnh chi tiết hơn, và những bức ảnh chụp được thì rất là sắc nét, bạn hoàn toàn có thể xem được từng chân tơ kẽ tóc và những cái chân nhỏ nhất của loài côn trùng này khi chỉ mới là một con lăng quăng. Và đó là tất cả những thông tin mà mình muốn cập nhật cho mọi người trong Tinh tế Update số 55 tuần này. Và mọi người thấy sao về những thông tin trên? Riêng mình thì vẫn rất là ấn tượng với bài viết về lăng quăng muỗi thông qua ống kính chế độ hiển vi trên Oppo Find X3 Pro. Hãy để lại suy nghĩ của bạn dưới phần bình luận cho Tinh tế và các anh em khác cùng biết với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.